Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách phân biệt vẹt cockatiel chống mái. Thì ở dòng cockatiel này nó có rất nhiều cái màu sắc. Và hôm nay mình chỉ chia sẻ về cái phân biệt cockatiel chống mái ở màu Lutino. Nếu các bạn quan tâm đến những video của Robert Thái Nguyễn thì hãy nhấn like và đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất. Thì ở dòng vẹt cockatiel màu Lutino này, nếu các bạn nhìn ở bề ngoài, đây là một cặp vẹt chống mái. Nếu các bạn nhìn ở bề ngoài thì các bạn khó có thể là phát hiện được chú vẹt nào là chống và chú vẹt nào là mái, bởi vì bên ngoài nó rất là giống nhau. Chính vì vậy thì các bạn rất là khó để phân biệt. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ những cái phương pháp sau đây. Thì các bạn sẽ có cách để các bạn tìm ra chú vẹt nào là trống và chú vẹt nào là mái. Hoặc các bạn khi mà các bạn có một chú vẹt trống hoặc có một chú vẹt mái mà các bạn muốn đi mua hoặc là tìm thêm cho một chú vẹt, một người bạn đời, thì các bạn cũng có thể là có cơ sở để các bạn phân biệt và các bạn có thể biết được là con nào trống, con nào mái. Thì cách đầu tiên để các bạn có thể phân biệt được trống mái đó là chú vẹt nào hot, tức là hot rất là nhiều và hay hot thì chú vẹt đó là trống. Nhưng cái cách này nó chỉ đúng khi mà những chú vẹt đã được vài tháng tuổi, tức là có thể khoảng độ 5-6 tháng tuổi trở ra, thì lúc đó những chú vẹt trống thì thường xuyên sẽ hot nhiều. Còn chú vẹt mái là thường là ít hot và hầu như là không hot. Đó, cái cách đấy thì các bạn phải phân biệt khi mà chú vẹt đã 5-6 tháng tuổi trở lên. Cái cách thứ hai đó là về nhìn bên ngoài. Thì các bạn thấy là hai chú vẹt này, đây là chú vẹt trống, thì các bạn nhìn thấy là toàn bộ cái mặt của chú vẹt có màu vàng, phun vàng. Còn chú vẹt này là mái, chỉ có vàng một chút ở quanh mỏ. Thứ hai là chú vẹt trống ở phía trong kia, hơi tối. Các bạn nhìn thấy cái má của nó có cái núm tròn tròn như là cái đồng xu. Thì những con trống luôn luôn nó sẽ có màu đỏ đậm. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Những con trống nó có màu đỏ đậm. Để tôi cho to để các bạn nhìn thấy. Đó, các bạn nhìn thấy màu đỏ đậm và cái mặt phun vàng. Còn con mái thì nó chỉ vàng ở quanh mỏ. Thứ hai là cái má của nó mà có cái lúm tròn tròn đấy thì nó chỉ là màu cam thôi, cam nhạt thôi. Đó, đây là cách các bạn phân biệt cũng khá là chuẩn. Như nói chung là cái phương pháp này cũng sẽ phải là những người rất để ý thì các bạn mới có thể là phân biệt được. Đó, còn nhìn bề bên ngoài bảo to bé thì không phân biệt được ở cái dòng cockatiel này các bạn. Cái cách thứ ba là để các bạn có thể phân biệt được đó là cái phương pháp sờ xương hậu môn, cũng là một cái phương pháp mà các bạn có thể phân biệt được chống mái. Nhưng cái phương pháp này đòi hỏi các bạn cũng đã phải các bạn đã phải tiếp cận và sờ một vài lần rồi thì các bạn mới có thể phân biệt được. Còn nếu chỉ lần đầu thì các bạn rất khó để phân biệt. Và nếu các bạn muốn phân biệt thì các bạn cũng sẽ phải có hai con, một con trống và một con mái, thì các bạn mới biết là con nào rộng ở bước nào là mái và hẹp ở bước nào là trống.
hoặc các bạn phải có từ 2 con trở lên, và có càng nhiều càng tốt. Thì các bạn cũng có thể là các bạn có thể làm được như vậy. Và bây giờ tôi sẽ bắt ra để tôi sờ và tôi giải thích cho các bạn sờ xương hậu môn. Cái phương pháp mà các bạn sờ xương hậu môn, các bạn không 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 làm thực tế có thể là sẽ khó, nhưng tôi sẽ tả để các bạn hiểu. Đây là con cocktail trống. Thì các bạn đặt tay vào cái xương hậu môn của con cocktail này. Thì ở cái xương hậu môn này, tức là các bạn để ngửa ra, và cái xương hậu môn này nó sẽ trồi lên, tức là nó trồi lên. Và cái khe hở của nó chỉ khoảng độ khoảng gần 1 cm ở cái dòng cocktail này. Nó sẽ vậy, và có con nó sẽ khít hơn một chút, nhưng nó sẽ ở khoảng độ 0,7 đến 10 mm, thì tức là khoảng từ 0,7 cho đến 1 cm đó. Thì các bạn sờ thế này là các bạn thấy đó, các bạn đặt nhẹ tay là các bạn thấy cái xương nó nhô lên, và cái xương của con trống thường là nó sẽ nhọn hơn đó. Thì tôi sẽ bắt con mái ra và tôi sẽ chỉ để các bạn thấy. Thì ở cái con vẹt mái, cocktail mái này, thì các bạn thấy là thứ nhất là các bạn sờ vào là cái xương của nó không không nhọn như là của con trống. Ở đây thì nó khoảng độ 1,5 đến gần 2 cm. Con này là nó đang trong thời gian sắp đẻ, tức là nó đã chịu sống rồi. Thì đương nhiên nó sẽ cái xương của nó sẽ rộng cực điểm rồi. Thì các bạn sờ con mái này nó sẽ rộng hơn con trống. Con trống thì khoảng độ 1 cm trở lại, nhưng con mái là sẽ là khoảng độ 1,5 cm đến khoảng gần 2 cm đó. Các bạn đây tôi chỉ đây, đây cái đầu xương bên bên trái, và đây đầu xương bên phải đây, thì nó rất là rộng đó, nó rất là rộng. Đây cái đầu xương bên phải các bạn nhìn thẳng cái khuỷu chân của nó đây, thẳng đây, và cái đầu xương bên bên phải nó thẳng bên này đó, bên trái này, bên phải này, thì hai cái này nó cách nhau gần 2 cm đó. Cho nên là các bạn sờ bằng cách này các bạn cũng sẽ có thể là biết được, nhưng với cách này thì các bạn phải nhiều lần được làm như thế này thì các bạn mới có thể là rõ ràng hơn. Và cái cách này thì còn một cái cách mà tôi sẽ chia sẻ sau đây là cái cách mà các bạn có thể phân biệt được dễ dàng, và các bạn có thể phân biệt được từ khi chú vẹt đủ lông khoảng 2 đến 3 tháng tuổi các bạn cũng có thể phân biệt được, và rất dễ dàng để các bạn có thể phân biệt được, bởi vì cái sự khác biệt giữa con trống và con mái nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần vật lửa ra và các bạn vạch cánh ra. Tôi sẽ làm con trống trước. Đây là một chú cocktail trống, thì các bạn giữ chú cocktail ra, giữ ngửa ra, sau đó các bạn lấy một tay các bạn giang cái cánh của con cocktail này ra. Tôi sẽ giữ chặt. Đó, nó sẽ cắn đấy. Đó, tôi sẽ đây, các bạn nhìn thấy đây. Đó, các bạn nhìn thấy đây. Thì ở dưới phía cánh con này nó rất là trắng, hầu như là nó không có cái tí phớt vàng nào. Nếu có thì các bạn có thể là chỉ nhìn thấy một teo cái phớt vàng thôi. Đó, các bạn nhìn thấy đấy, đây là con trống nhá. Con trống các bạn vạch cánh ra là các bạn nhìn thấy. Cái này thì phải các bạn phải đương nhiên là phải hai người. Đó. Còn vạch ra. Nếu các bạn quay các bạn phải hai người, còn các bạn xem một mình các bạn chỉ cần một người thôi. Đó. Rất là trắng. Thì cái con mái nó sẽ khác. Thì đây là con mái. Thì con mái thì sẽ khác ở cái sau đây, thì các bạn nhìn các bạn có thể biết ngay. Con mái đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ở phía dưới cánh rất là vàng. Đó, rất là nhiều cái điểm vàng. Đây, tôi để cho các bạn xem. Đây, các bạn nhìn này.
Đó, rất là nhiều điểm vàng nhá. Đây nhá. Đây đây đây, đây các bạn nhìn đó, rất là nhiều nhiều điểm vàng. Đó, chứng tỏ là ở phía dưới cánh của con mái và con trống khác nhau. Con trống ở phía dưới cánh nó sẽ màu trắng và con mái nó sẽ có màu vàng và có các cái điểm vàng ở phía dưới. Đó. Đấy các bạn nhìn rất là rõ. Và cách này là cách rất là đơn giản để các bạn có thể phân biệt được cóc màu Lutino chống mái. Ok, qua cái cách chia sẻ của tôi thì các bạn chắc chắn, tôi khẳng định là các bạn chắc chắn sẽ phân biệt được những chú vẹt cockatiel chống mái ở cái màu Lutino này. Nếu các bạn thấy video hay, hãy like và đăng ký để ủng hộ và không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.